Chị hỏi nó coi đâu kiểu ra không nào. Vô lại em nha mấy chị. Giờ em đâu có nghỉ like được, mấy chị nghỉ like rồi không có đơn. Anh thôi cố gắng mấy chị ơi. Rồi mấy chị thấy em, mấy chị chấm bài tương tác giùm em nha. Rồi có gì bữa nay em sale hàng cây cho mấy chị, hàng mới cho mấy chị luôn nha. Nha nha nha, ráng chia sẻ bài mạnh lên giúp Thảo nha mấy chị ha. Cái gì? Đọc bình luận chưa được luôn nè, máy nó chưa chạy bình luận lên luôn á. Nó chạy chậm lắm. Em thấy chị Quý Ngọc Lam đơn mới nha mấy chị nha. Ai ghim giùm em chữ đơn mới cái để em ghi bình luận nha mấy chị nha. Thấy em bấm bài lên giùm em nha mấy chị nha. Thấy chị Nguyễn Hoàng, em chào chị Trinh Nguyễn, chào chị Trang Mai, chào chị Hồng Gấm nè. Mấy chị ơi, sẵn tiện vậy giờ phần mềm nó bị hư nó chưa có sửa được á, Thảo sẽ lên một số sản phẩm đặc biệt là Thảo sẽ sale cho mấy chị một số món đồ gia dụng nha mấy chị nha. Rồi mấy chị chấm bài tương tác mạnh lên, thả tim thả like thiệt là nhiều lên giùm em nha mấy chị nha. Em thấy chị Huệ nè, em chào chị Ngọc Thảnh, chào chị Lê Mai. Dạ ok chưa, bây giờ mấy chị chia sẻ mạnh tay, hồi nãy mấy chị không có chia sẻ giùm Thảo gì hết trơn á. Rồi đơn mới nha mấy chị nha, em chào chị Huy Lê, em chào chị Kiều Tiên nha. Dạ đơn mới để em ghi bình luận vô coi được không. Rồi em chào chị Ngọc Ánh à. Chào chị Nguyễn Nhung, chấm bài tương tác mạnh mẽ lên giùm Thảo. Bây giờ em nói với mấy chị nghe chưa, bây giờ em đã sale đầu like cho mấy chị cái áo này ok, hoặc là tí em sẽ lên hàng cây đồ bộ pyjama cho mấy chị luôn ok chưa. Rồi em thấy chị Nguyễn Nhung, em thấy chị Sơn Ngôn, chào chị Na Linh nha. Rồi em thấy Hằng, rồi thấy chị Tiền Ngọc mà. Mấy chị mỗi người cho em Thảo xin một cái nút chia sẻ ở hội nhóm giúp em, do bây giờ là tương tác đang rất là kém mà mấy chị cố gắng hỗ trợ Thảo nghe. Rồi em chào chị Trang Mai, chào chị Đạt nè, chào chị Tiền Ngọc nha. Ủa có chạy không giờ? Rồi vài bữa hả phần mềm ổn và trở lại, cảm ơn chị Minh Nguyễn. Có nghĩa là bây giờ đó mấy chị, thứ nhất là nhân viên em nó để hàng của em á, bây giờ nó như là cái núi rồi mà nó không phân được cho em hàng gì với hàng gì, nên là em cũng nôn nóng để ra cho nó bớt, chứ nhìn đồ đạc ở trong nhà nhìn nó rất là khó chịu, mà có một mình em thôi em chỉ cũng không làm, rồi em rất mệt mỏi lắm mấy chị. Thôi tạo tặng đầu like cho mấy chị một cái áo đầu like trước cho mấy chị một cái ngang. Rồi chưa, bây giờ giống cái áo Thảo đang mặc, nhưng mà em sẽ tặng giống cái form Thảo đang mặc luôn, nhưng để tặng đầu like lấy không khí nha mấy chị nha. Rồi em chào mấy chị nha. Rồi mấy chị thả tim thả like giùm Thảo, ý là em tặng để lấy không khí trước cái đã nha. Một cái áo nhung hàng form to 60kg thoải mái cho em. Đây là hàng dạng nhung Quảng Châu, hồi bữa em có bán cho mấy chị một lần rồi. Bây giờ em tặng đầu like để lấy tương tác cho mấy chị nha. Một cái áo này mấy chị, em sẽ tặng cho mấy chị với giá là 49.000 để lấy hên cái nha mấy chị ha. Mấy chị đơn mới nha mấy chị. Đã đơn mới, còn đơn hôm qua hiện tại vẫn chưa chốt đơn được, bởi vì nó nằm có nghĩa là em khóa like thôi, có nghĩa là em giữ cái like lại để khi nào phần mềm nó chạy, nó hoạt động lại rồi em sẽ gọi loại mình chốt đơn như thường. Còn bây giờ hiện tại mấy chị đừng gọi điện thoại để hỏi đơn nha, bởi vì nó vẫn chưa lên đơn đâu. Rồi mấy chị lên giùm em là áo tặng đầu like cho mấy chị 49.000. Áo 49 cho chị Nga một cái nè, ok chị ha. Rồi áo 49.000 đầu like nha mấy chị nha, với giá gọi là hữu nghị nhất có thể luôn. Bây giờ nhờ mấy chị chia sẻ livestream mạnh lên giúp Thảo để em lấy tương tác nha mấy chị nghe. Áo 49.000 ghi đúng mã giúp em, đừng hỏi đơn nha mấy chị. Chị Ngọc Thảo Nguyễn có địa chỉ chưa? Chị Ngọc Thảo Nguyễn nè, nó không có màu đâu chị, nó mà tiết hơi khác nhau thôi chị Ly Ly ơi. Rồi ba, trời má ơi cái này đẹp quá luôn á trời. Cho chị Kim Quế một cái nha. Rồi chị Ly Ly ba cái trước đi nè. Trời ơi chị Ly Ly ơi áo đẹp quá. Lấy ba cái. Ôi má ơi. Cái nè. Cho chị Nguyễn Thi một cái nè, cho chị Lan Thi một cái nè, chị Nguyễn Oanh một cái nè. Ôi vậy em bán cho mấy chị 49.000. Không phải đâu mấy chị, nó để một cái của lô trước mà nó đè lên một cái lô mới của em. Giày biểu phao mà không giật giành được đúng không? Cho chị ai nữa đây, chị Nguyễn Oanh có rồi phải không ta? Rồi cho chị Ninh Pha một cái nè, chị Diễm Diễm một cái luôn. Rồi em còn một cái cuối cùng, đúng rồi. Mấy chị cứ tự động cho số giúp Thảo nha. Chợ chia sẻ mạnh tay lên giùm em mấy chị. Ồ view em kém em buồn quá, em mở mấy cái like kia mấy ngàn tự nhiên mình thấy mình còn bán đồ có uy tín lắm mới bọn. Anh đừng chấm nữa chị ơi. Rồi xong chưa? Rồi chị Trương Vĩnh Thủy nè mấy chị. Mấy chị thả tim thả like giùm Thảo thôi, đừng có chấm bài nó vô cái bình luận là
giống như kiểu giờ em nói mấy chị, giống như là nó ra một cái đơn hàng á, nên là bây giờ mình hạn chế chấm lại giùm em nha. Rồi nó đứng luôn rồi, đứng luôn rồi, hết đọc được bình luận của mấy chị luôn rồi. Không, áo 49 em thảo hết rồi mấy chị. Rồi đứng luôn rồi, đứng hết coi được luôn rồi. Ồ, không biết đổi wifi chưa nữa. Thôi bây giờ vậy, áo Thảo mặc ngày hôm qua em sale dữ lắm là 85.000, đúng không? Ý lộn, 89.000. Bây giờ vì tương tác đang bị gặp sự cố như thế này, em tặng cho mấy chị là 79.000 luôn. Mấy chị chịu không? Nghe, mấy chị mua được một cái áo VIP với giá 79.000 thôi, lên giùm em mã đen. Mấy chị lên đen đi, tụi em sửa giá cho mấy chị luôn nha. Ok chị Diễm Diễm, mấy chị cứ comment đi, riêng những cái sản phẩm quần áo Thảo không đọc tên nha mấy chị nha. À dạ đúng rồi chị Ngoại Anh Thư, 49 em hết hàng rồi chị, 49 Thảo hết rồi. Bây giờ những cái áo hàng VIP như thế này em sẽ sale đồng giá để em lấy tương tác. Hả? Em tặng cho mấy chị là 79.000 thay vì em bán giá 89.000 mỗi cái, em mất thêm 10.000. Nhưng cố gắng chia sẻ like giúp em nha. À áo đen cho chị Đạt một cái nè, áo đen cho chị Đạt một cái nè, cho chị Diễm Diễm một cái, lúc thì ba người phụ, lúc không còn một người bóng mình nào ai luôn. Rồi chị Diễm Diễm một cái. Rồi mấy chị lên đen giúp Thảo nha, lên mã đen cho chị Thu Phạm một cái luôn, lên giùm em đen là được rồi, tụi em sửa giá cho nha. Xem hết luôn, quyên bao hàng mới luôn. Cho Hạ Quỳnh một cái nè nha, lên hàng VIP. Rồi cho chị Nguyễn Thu một cái, tại vì đơn này á mấy chị nó đang đợi, em đang phải đợi phần mềm nữa nha. Sale hết, sale hết 79.000 thôi. Rồi chị Khăn Võ Thị nè, chị Nguyễn Phụng nè, ok chị ha. 79.000 chị. Rồi chị Cẩm Lan Lê một cái, rồi em còn cái cuối cùng cho chị Út Đặng một cái. Rồi với lại chị Phụng Dung Hoa một cái luôn, Phụng Dung Hoa. Rồi em hết hàng nha mấy chị. Bởi vì em nói mấy chị chia sẻ mạnh tay lên nha, chia sẻ mạnh tay lên giùm Thảo với mấy chị ơi. Giờ lên một siêu phẩm nữa, hàng này. Trời ơi mấy chị mua ngoài toàn là mấy trăm ngàn cái không á mấy chị ơi. Nha, mua ngoài toàn mấy trăm ngàn cái không. Trời ơi má ơi, bán 79.000. Ai mua được cái này Thảo chúc mừng mấy chị nha. Ai mua được cái này xin chúc mừng mấy chị. Rồi mấy chị lên giùm em là màu trắng nha mấy chị. Cái này tụi em còn phải viết tên vậy thôi, chứ ngày mai phần mềm nó hoạt động lại phải nhập vô phần mềm thêm một lần nữa đó mấy chị. Nhập bằng lần nữa đó chứ không phải tự nhiên có đâu. Quần Thảo mặc có 230 thôi. Ok chị Thu Phạm, thùng bằng chảy nha. Thùng bằng chảy mấy chị nhận hàng về, mấy chị nhớ giùm Thảo nè, khi nhận hàng về mấy chị đánh thử một cái đi nghe, đánh thử đừng có chê nó rẻ. Mà nếu mà mấy chị sợ mấy chị có thể mua một cái 5.000 để thử trước thôi nha. Rồi mẫu này mấy chị lên giùm em là màu trắng giùm Thảo nha. À đen Thảo hết rồi. À em đọc tên ai là người đó có nha mấy chị nha. Chị Nguyễn Phụng cứ kẹp số cho Thảo nha mấy chị. Trời ơi mấy chị, cái áo nó đẹp dữ dội luôn. Chị Nguyễn Phụng một cái trắng nè, lên giùm em là màu trắng. Thảo đọc mã nào lên đúng mã giúp em nha. Chị Hạ Quỳnh là màu trắng luôn nè. Ôi đẹp quá mấy chị ơi, hàng. Rồi kệ đi, sale vậy đi nha. Rồi chị Hạ Quỳnh cái trắng. Rồi chị Kim Hậu một cái trắng, lên mã trắng giúp em. Rồi em hết rồi, còn có hai cái trắng nữa hết rồi mấy chị nha. À Nhi Nhi cái trắng nè. Rồi còn cái này nữa, còn cái trắng nữa. Cho Uyên Chi Phạm một cái trắng luôn, đẹp khúc hồn luôn hả. Cảm ơn chị nha. Rồi em còn cái trắng cuối cùng. Cái này nó cũng trắng nhưng mà cái chữ hồng mấy chị. Trắng là cho chị Nguyễn Ngọc, là đứng ở chị Nguyễn Ngọc nè. À không tan mỡ hả? Dạ chắc em phải sale quá, tại vì bây giờ không có đơn hàng mà. Bây giờ thiệt sự là đang ngồi ở không luôn á mấy bà. Đang ngồi ở không luôn á. Nha cái này ha, em bây giờ tính là mã hồng luôn hả? Cái chữ nó hơi khác màu. Em để cho chị Như Phan một cái với cô gái họ Hoàng một cái nha. Tại vì cái chữ của nó màu hồng mấy chị, còn kia chữ màu xanh, hàng này không giới hạn số ký đâu mấy chị. Ok chị Nương Bình Diệu lâu quá mới gặp nha. Chị Nhã Đan, phòng bàn trả cho chị Jessica luôn. Ok em chốt cho chị Gia Hưng nha mấy chị nha. Dạ không nha chị Dương Anh ơi, đơn mới à. Hàng mấy chị ơi, em đau lòng lắm, em cắt cái bao đó mà em đau lòng lắm. Chị Nguyễn Hồng một cái luôn. Muốn lót mông, miếng lót mông là 35.000 một miếng nha chị ơi. Miếng lót mông là 35.000. Tại đi em thiệt sự là bây giờ lính em nó để hàng tùm lum hết rồi, em cũng không biết bán sao nên là em cứ cắt cái bao mới ra em bán vậy. Áo khoác xíu Thảo lên áo khoác luôn cho nghe mấy chị nha. Áo khoác tí Thảo lên. Mấy chị lên tiếp mơ kia kệ mã là trắng luôn cũng được nha mấy chị nha. Kệ lấy đi. Hàng này vừa mặc dấu quần được mà vừa mặc thành áo kiểu được luôn nha mấy chị. Dễ lắm luôn. À, trắng cho chị Lê Mai một cái, cho chị Huệ Trần một cái, cho chị Ninh Pha một cái. Rồi ba cái trắng trời. Chị ơi, chị Hoàng, chị ấy ơi, cho chị Nguyễn Thu một cái. Nó có màu này nữa, em để chung luôn nha chị Huệ ơi.
Cho chị Nguyễn Hương một cái luôn, ok chị ha, kệ nó bán rẻ đi. Cho chị Diễm Diễm một cái luôn ha. Chị Thu Lan ơi, Thảo lấy hai cái này nha chị Thu Lan, lấy hai cái này chị Thu Lan nha. Tại vì biết sao chữ nó khác màu tí xíu. Chị Nguyễn Ngọc ơi, nếu có thì em để, còn không thì tụi em gặp nha, tại sợ tụi em cũng trộn màu cho khách khác á, nên sợ là nếu mà không hai màu nó không giống nhau mất công mấy chị giận nha. Cho coi bàn chải đánh răng thì nó nguyên thùng, ở đây có không? Đây nè, bàn chải đánh răng là nguyên thùng. Thì cái này ở trên mạng bán đầy mấy chị, có phải mình em bán đâu, nhưng mà nói thiệt lòng là khi em thử em cảm thấy cực kỳ ok, cực kỳ là ok luôn, nên Thảo mới lấy về bán nhiều như vậy. Có nghĩa là em xài á mấy chị, hồi đó mình nghĩ đồ rẻ ai cũng chơi đồ rẻ. Chị Huệ hình có ghi màu hồng cho chị Huệ không? Nè cái này để chị Huệ hả? Coi coi Huệ là cái gì? Không không đúng màu thì xả ra. Huệ không đúng màu thì xả. Hoặc là nhét nhét cái áo này vô đi cũng được. Còn cái này thì mấy chị ghi cũng không, ghi trắng đi. Ghi trắng đi mấy chị, tại quý chữ thì nó chữ cam mấy bà ơi. Thêm một áo trắng cho chị Như Phạm nè, chị Phúc Nguyễn Gia cái áo trắng luôn. Ok chị. Nha, thông cảm với em tại vì nhân hàng nó mới ra. Mấy chị biết nhân viên em hàng cắt ra rồi mà còn không cột chung, đừng nói tới cái hàng mà chưa cắt bao. Cho chị Phúc Nguyễn Gia có cái nha. Ồ em bán lỗ luôn, 79 ngàn lỗ thì không lỗ. Mà không có lời. Thật sự là không có tiền lời luôn rồi đó, lời ít lắm. Nó đẹp nè, thiệt sự chưa ai kiếm ra hàng này giá này đâu mấy chị. Rồi mấy chị lên giùm em vàng luôn nha, mẫu này em lên cho mấy chị cũng 79 ngàn, Phong Mỹ ạ. Hồi nãy là cô Tông Thái, còn giờ đặc biệt hơn xíu nữa, Trung Mỹ. Trắng cho chị Nguyễn Văn một cái luôn. Ok chị Huệ, mấy bạn đang sửa. Thùng bàn chải 50k cỏ ngọt, cái gì nha Thảo, ok chị Trân Hương. Cỏ ngọt mấy chị mua bao nhiêu cũng được, nhưng mà tốt nhất mua 20 ngàn đi, tại em cố tình em phân 20 ngàn rồi. Ok chị Trương, mấy chị ơi, ai mua gia dụng Thảo khỏi đặt tên nghe. Bây giờ mấy chị điện thoại nó nhỏ tí à, mắt của Thảo không thấy đường, đọc tên những cái bình luận về quần áo thôi. Còn những cái bình luận khác Thảo xin phép không đọc được nha mấy chị nghe. Chữ nó bé tại vì phần mềm nó không có chạy, nên em đang nhìn bằng Facebook thôi, không có nhìn được bằng cái phần mềm. Cái phần mềm nó hiện chữ mà nó không có hiện hình ảnh, nó chỉ hiện toàn chữ, nó full tấp bên chữ luôn mấy chị. Rồi em lên mã vàng giùm em. Rồi em chốt cho chị Kim Hậu nè, Lê Thị Kim Hậu mã vàng. Lên vàng giùm Thảo thôi, đừng không cần ghi giá, tụi em cố gắng sẽ sửa giá cho mấy chị. Em lên cái thun Mỹ, thun Mỹ mà ai bán giá này cho mấy chị. Mấy chị dạ nay có quần jean tốt nhất. Rồi một thùng bàn chải là cho chị Ngọc Lan. Có cái em đáng nên em chữ chống hai con mắt lên đọc được bình luận cho mấy chị còn không. Dạ đồng giá 79 ngàn ạ. Mã này có màu đen nữa mấy chị. Cho chị Gia Hưng một cái vàng luôn nè. Dạ mấy chị lên mã giúp Thảo nha, khỏi ghi giá đi tụi em sửa cho. Chị Phương Nhi Nguyễn một cái vàng luôn. Bên Thảo không cho kiểm hàng ạ. Ủa cái đen nó đẹp phong mỹ luôn nè mấy chị. Thiệt 89 ngàn còn thiệt, còn là đang suy nghĩ đó chứ đừng nói 79 ngàn đâu mấy chị. Rồi màu đen với đen cho chị Phương Nhi Nguyễn một cái luôn. Vàng cho chốt đặng một cái. Rồi có màu nu của nó nữa, chị nào lấy nu thì báo Thảo luôn, chia sẻ mạnh lên mấy chị. 79 luôn. Chị Hoàng Trang là vàng, Hồng Trang vàng. Ok chị Trương Năm, chị Phúc Gia Nguyễn, Phúc Nguyễn Gia. Cầm em một lần thôi nghe. Đen là cho chị Đạt nè. Rồi đen cho Banta Gấu nè. Rồi vàng là cho chị Linh Lâm. Rồi em lên màu nu cho, vàng cho Hồng Trang. Rồi vàng Thảo tạm hết vàng nha, vàng tới Hồng Trang là hết. Rồi đen cho Gia Hưng một cái, ok chị. Lên màu đặc biệt cái nha mấy chị. Dạ không nha chị Thúy Kiều Lê Thị ơi, không ạ. Màu nu, màu nu, màu nu. Mấy chị ơi, phần mềm nó đã khó lắm rồi, em mất ngủ hôm qua nay rồi, mấy chị đừng ép em vô thế bí nè nghe. Đừng ép cho Hậu vô thế bí nữa nha. Rồi đen cho Kim Hậu, đừng có ghi giòn ạ. Không, Lương Hậu không ghi. Em không biết đơn chị mua lúc nào, em không dám chữ giòn đâu. Em hết vàng rồi chị Nguyễn Văn ơi, em hết vàng nha. Màu em đang mặc là nu mấy chị. Phúc Nguyễn Gia, Phúc Nguyễn Gia có đen rồi sao ta? Phúc Nguyễn Gia là màu đen nè, Hồng Trang là đen nè. Rồi em còn nu, em còn nu với màu nu thôi mấy chị ơi, còn mỗi nu thôi à, nu hồng nu á mấy chị. Nu cho chị Gia Hưng một cái nha. Mấy chị lên đơn đúng mã giúp Thảo đi mấy chị nha, ghi màu của Thảo là được rồi. Tụi em cố gắng sửa giá cho mấy chị cho nha.
Thế là tụi em sẽ cố gắng sửa hàng cho mấy chị, sửa cái mã hàng cho đen thậu tạm hết nha. Có thể là ngày mai người ta xả ra còn, chứ bây giờ là hết rồi. Còn hồng nu thôi. Em sale hết 79 ngàn. Đưa em cái màu xanh cái. Quần thảo mặc 230. Quần em mặc là quần ống suông 230. Màu bá trầu kìa. Kèm size giùm em. Từ size 28 tới 32 nu cho Linh nè. Ok chị Chanh. Em có cái này màu bả trầu nè Chanh. Dành cho được nha Chanh ơi. Hàng VIP đó Chanh ơi nè, em chưa có cắt bao bán luôn. Nu cho chị Thủy Nguyễn, nu chị Nguyễn Văn. Áo 4 cái vàng luôn. Dạ không còn đủ đâu chị Hồng. Chị Hồng Loan Phan Thị ơi, màu nào lên màu đó giúp em nha mấy chị nha. Chị Ni nũng nịu ơi thì cho em xin địa chỉ ở trên đây luôn nha. Mấy chị mua hàng thì cho em xin đổi địa chỉ thì báo em Thảo luôn. Phụ Dung Hoa, màu nu ok chị Phụ Dung Hoa. Phụ Dung Hoa à. Cảm ơn chị Thanh Trần. Vậy đó mà bán ơi muốn chết đây nè, view quá trời thấp luôn. Ổng được 1.000 nữa mấy chị. Ông Hào ổng đang bị đang làm đơn. Ổng có ai làm đơn thay hết trơn nên nó không có. Ôi. Em nói thiệt với chị em nó rối nha, phần mềm nó bị hư là không ai dám bán hàng luôn. Em ráng em bán mấy chị xả đơn, thật sự em rất khó chịu à. Chứ không phải ấy đâu mấy chị Nguyễn Hiền luôn. Em đang bán 28 tới 32 không có bán size M. Em nói thiệt á. Em không biết như thế nào em nói mấy chị sợ mấy chị khó chịu, chứ bản thân em đang rất là gói mấy chị biết không? Không có ai mà trên 500 khách mà viết tên như em đâu. Em ráng em bán. Rồi bả trầu cho Hồng Nghi nè. Rồi bả trầu cho Hồng Trang. Đờ mờ cho heo hả? 1, 2. Rồi 1, 2. Hồng với đen nữa nè cho heo luôn. Mã này có nhiều màu đó. Mã này đi bình đẹp nè. Cho heo nè. Ủa mấy chị không phải giỡn mà vô đây lên đơn được đâu mấy chị. Bả trầu cho chị Đạt. À bả trầu cho chị Quỳnh Hoa. Bả trầu cho chị Đạt nè. Đang rất hy sinh lô hàng mới để có đơn hàng, chứ bây giờ không bán thì ngày mai Hân Nguyên không có việc để làm. Chị nghỉ từ bữa tới giờ rồi. Nghỉ từ bữa tới giờ rồi. Đen cho chị Dương Anh, đen cho Ngọc Lan luôn. Rồi đen cho chị Ngọc Lan luôn. Bả trầu em hảo hết rồi. Mấy chị xả là em xả hết đơn á mấy chị. Thiệt rất là khó cho em trong thời điểm này luôn. Chứ bình thường mấy chị muốn xả gọi điện cho nhân viên em họ xả chứ gì đâu. Em không có làm khó khăn. Rồi đen cho chị Thu Nguyễn. Bả trầu hết rồi. Bả trầu em hết nè. Em Thảo hết bả trầu rồi. Đờ mờ cho heo có chưa? Cho heo. Có rồi. Em hết rồi chị. Cho em xinh xanh. Bữa nay em xăm mình với mấy chị luôn. Đen cho Hoàng Hương. Viết tên đó mấy chị. Đang gọi là cả dùng sức lẫn dùng trí để làm luôn. Rồi đen cho Quỳnh Hoa, đen cho chị Đạt. Thiệt, đang dùng trí và sức để làm cùng một lúc á. Chứ không phải tự nhiên mà đơn nó ra được đâu nghe. Và chị Dương Anh comment cái gì comment một lần thôi chị. Rồi chị Hào Đổ, bữa giờ mới gặp chị. Đen em hết sạch rồi chị. Đen mẫu hết trơn rồi. Tiếp qua mẫu khác nha. Em còn xanh với lại màu hồng. Thương lắm hồng baby. Xanh là cho chị Thúy Nguyễn nè. Xanh cho chị Ngọc Hà. À ông Hào không viết với cái hỏa tóc á. Em đọc mấy chị nghĩ đi. Bây giờ mấy chị lấy đi viết cho viết tên như em Thảo đi. Mà đang vừa viết tay, ngày mai cỡ ngồi chị Thu Nguyễn. Xanh cho chị Nguyễn Hạnh, xanh chị Ngô Tiền. Em hết đen rồi chị ơi. Xanh cho chị Tú Xuân Dương, cho em xin số luôn chị. Rồi xanh cho chị Phạm Sen, lấy cái ghế để chứ mắt ôm chi cho nó khổ thân vậy. Nè cái bàn cái ghế gì đó đó. Áo này là áo VIP chứ không phải là áo thường. Đem ra bán 79 ngàn. Em không còn một cái nào hết mấy chị ơi. Ở sạch hàng rồi mấy chị à. Hồng giùm em nha. Hết hàng luôn rồi. Rồi xong cái này em lên áo khoác cho bà Huệ Anh Như nè. Để em bả mong ngóng đợi chờ. Mẫu áo đó về ai cũng heo. Nay sale tao mở hả? Share mà live stream đi. Hôm nay view rất là kém mấy chị. Hồng cho chị Phan Hương, Hồng cho chị Hào nè. Ở tên Hảo đó mà tôi đọc bả Hào từ xưa tới giờ. Hồng cho Mộng Nhi nha. Không có xanh nha Mộng Nhi ơi. À, quần riêng của Thảo mặc cho chị Hoàng Nam, hồng cho chị Thanh Trân. Rồi cho chị Quỳnh Hoa cái hồng nữa, Thảo hết nè. Em hết rồi chị, em còn mã nu này.
Em hết hồng rồi, hết hồng rồi. Em còn mã nu này nha mấy bà con. Ôi, mã nu này đặc biệt tí là thun Mỹ. Tên nu giúp em. Các áo vàng giùm em cái. Hồng hết rồi, lên nu thôi. Vẫn sale 79.000, em đang bán hàng VIP. Đang bán hàng VIP nha bà con. Bán 79.000 chứ. Rồi em hết hồng nha mấy chị, lên giùm em là mã nu. Xanh em hết rồi. Xanh nào hết rồi, đang cố gắng lắm luôn nè mấy chị. Ủa bà trồng như một cái hả? Hết rồi, nu cho chị Tú Xuân Dương. Đem viết phụ cho. Hả? Rồi em viết tên nè mấy chị, giờ em viết phụ nè cho mấy chị coi cái tốc độ em là người. Mấy chị nhớ hồi xưa của Thảo không mấy chị? Nhớ hồi xưa là em vừa viết vừa ấy không mấy chị? Tú Xuân Dương là nu nè. Rồi cho Ni nũng nịu nè. Đó mấy chị, like của em mà ai dám vô đây viết tên mới sợ á. Rồi chị Nguyễn Phượng. Ê tôi viết rồi ông sửa đó hay sao? Hả? Rồi cho chị Nguyễn Phượng nè, cho chị Nguyễn Hiền nè. Ông viết được rồi ông ơi. Tôi không thấy được cái tên của người ta. Rồi Nguyễn Hiền nè. Rồi còn cái trắng còn cái cho chị Thanh Trần nha. Trắng còn cái em để chị Thanh Trần. Đó, không có dễ đơn giản viết đâu mấy má ơi. Rồi còn cái nu nữa là cho chị Thùy Dương. À chị Nguyễn Đỗ khách mới. Rồi em lên mẫu này, nhưng mẫu này em sale. Mẫu này em bán cho mấy chị 69.000 thôi. Giải đẹp hơn những gì mấy chị nghĩ. Đẹp hơn những gì mấy chị nghĩ, nhưng em bán 69.000. À quần riêng đây đang mặc từ size 28 tới 32 WG. Nha, nhưng mà em Thảo có một ri duy nhất thôi. Này là của WG mấy chị. Rồi lên mã giùm em vàng 69 mấy chị nha. Quần em mặc còn size 29. Từ 29 cho trở lên. 29 tới size 32 ha. Rồi mấy chị lên giùm em vàng. Em bán 69.000 thôi. Em đủ màu cho mấy chị lựa luôn. Có trắng nữa nè mấy chị. Cái vải này nó mắc rồi. Bà nào mà đi du lịch mặc cái này với cái quần đùi là thôi. Hết đường binh nghe. Vàng cho Phương Nhi Nguyễn. Vàng cho chị Thu Lan. Thu Lan kẹp số vô Mão nghe. 28 hết rồi Út Đặng ơi. Còn 29 nè. Tại 28 hồi nãy chị kia mua mất tiêu rồi. Rồi có trắng với có đen nữa. Đủ màu cho mấy chị nha. Trắng cho Nhi Nhi. Hồi xưa em biết tên vậy đó mấy chị. Khổ lắm. Nếu mà hồi xưa em như người ta, mấy bạn rành Facebook với có người hỗ trợ Phương Nguyễn Thị. Phương Nguyễn Thị là màu trắng nè. Chị Phương Nguyễn Thị mua cái này đừng xả kia nha chị ơi. Rồi vàng cho Hạnh Hạnh 69 nè. Mã này 69 nha. Biết giá luôn nha. Hạnh Hạnh vàng 69 nè. Quần 32 cho chị Sen. Trắng là cho chị Quỳnh Hoa. Em định không like luôn mấy chị. Mà em thấy mấy bữa giờ đen cho chị Phạm Hương. Em nghĩ nhiều quá rồi. Nhà em giờ cũng không có đơn để làm, em bắt buộc em phải like chứ không em cũng nghĩ luôn rồi. Bán về nó cực quá, nó cực cho vợ chồng em lắm luôn mấy chị. Rồi vàng cho chị Dương Oanh luôn. Đen cho chị Thoa Nguyễn luôn. Tại vì có mình hai vợ chồng em biết lên hàng thôi, nhanh thôi. Rồi còn em còn vàng với trắng nha mấy chị. Hết rồi, đen hết rồi chị Thoa ơi. Đen em thảo tạm hết nha chị. Hàng DT mà em bán giá như không á mấy chị. Cho chị Chi Phạm 69 luôn. Phương Như Nguyễn đừng có comment lại chị. Vàng cho chị Luyến Đặng. Quần là 230, sale mạnh lắm rồi. Em không còn, ôi đây còn cái đen nè. Comment ai mua hàng comment một lần nha. Comment hai lần ra hai cái ráng chịu nha. Trắng cho chị Tuyền Thanh luôn. Quần 29 cho chị Hảo Nguyễn luôn. Rồi em còn cái vàng này em sale 69. Còn cái đen của chị nào nè, nãy Thảo đọc tên rồi á. Riêng quần áo là mấy chị phải nghe em Thảo đọc nha mấy chị nha. Riêng quần áo là nghe Thảo đọc giùm. Bây giờ nãy giờ đâu chạy đúng không? Đâu kịp chạy đúng không? Không chạy thôi đi. Trắng hết rồi chị, em còn mỗi vàng em đang mặc thôi. Em hết rồi, em hết rồi. Kéo lên màu này phải giành giật nhau nè. Cái này là 79 nha. Mà cà rốt. Được có mấy cái à. Rồi lên cà rốt giùm em nha. Này lên giùm em cà rốt. Quần em mặc là còn 30-31. Quần WG sale 230. Hàng sale. Hàng này là Tết là 270.
Nhưng mà bây giờ là còn 230, do họ trả em cái đơn hàng này nó bị trễ á. Rồi, màu cà rốt giúp em 79. Này trắng còn hàng không? Cà rốt cho Jessica Trần nè. Thôi em like từ từ mấy chị ơi, nhanh giết không kịp mấy chị ơi. Cà rốt cho chị Jessica Trần, cho chị Ngọc Hà, cho chị Út Đặng. Chứ ngày bình thường cái này bấm đơn phát là nó ra hết trơn rồi. Nó rất là nhanh. Thôi like nhiêu đây thôi. Bây giờ xong cái mã này chắc em lên gia dụng cho mấy chị quá. À, giờ em sale gia dụng cho mấy chị ngang. Chứ bây giờ mà Thảo cứ ngồi lai quần áo kiểu này, một mình chồng em làm không nổi. Cho chị Nguyễn Hạnh cái cà rốt. Em lên hai lên hết màu mã màu này cho. Cho chị Diệp Phan cái cà rốt. Rồi còn cái cà rốt cuối cùng của chị nào. Ủa cái mã này nãy em đưa bán luôn giống cái mã kia kìa. Cà rốt cho chị Thủy Nguyễn rồi em hết rồi. Rồi mấy chị lên trắng giúp em. Màu này hồi nãy chị nào mua mấy cái màu kia có cái chữ này nè. Ghi bình chi nè mấy chị. Ghi bình chi có hàng nè. Tách hàng ra nữa rồi. Khoát em giờ em lên không được rồi chị. Ông Hà không biết không kịp. Có mình không biết à. Quần 29 bây giờ chị nào nãy mua quần 29 vậy ta. Comment lại giúp Thảo cái đi. Có rồi. Hồi nãy một chị nào cầm quần 29 nó comment lại giùm Thảo một cái đi. Nha. Xong cà rốt chưa? Rồi bây giờ tới trắng nè. Thôi em lên không lên nữa đâu mấy chị. Lên cái em xả em làm nổi. Trắng cho chị Quỳnh Hoa. Cho chị Minh Thu. Cho chị Nguyễn Hạnh. Tự động cho số đi mấy chị. Tự động cho số nha. À, cho chị Thanh Trần. Tự động cho số giùm em. Cho mấy một lần thôi được rồi đừng chấm nha. Quần 29 cho chị Hảo Nguyễn lên rồi đó. Đúng rồi đó, nãy có chị Hảo Nguyễn đúng không chị? Trắng là chị Khánh Quỳnh, đừng chấm bài nữa mấy chị. Đừng chấm bài nữa nha. Chấm nó trôi bình luận thào đọc nó kịp. Trắng là chị Tươi Hoa, đừng chấm nữa mấy chị. Nha, đừng chấm bài nữa nghe. Nhớ nghe. Đẹp chưa? No. Trắng còn mà 4 cái nè. Rồi mấy chị lên nu giúp em. Giờ em đi qua bên kho gia dụng em like cho. Mà tối phần mềm nó không xong cái nữa. Cũng vậy cũng khổ thân y vậy luôn. Vì em á, nếu mà em viết thì được rồi. Nhưng em viết rồi ai like. Trắng cho chị Phụ Dung Hoa cho số đi mấy chị. Cứ tự viết đại một số điện thoại đừng chấm bài nữa nha. Trắng cho chị Ngô Tuyền. Ý là thay vì mấy chị chấm thì mấy chị cho em xin cái số điện thoại của mấy chị cho nó chạy lên. Tránh trường hợp ví dụ ngày mai mà phần mềm nó chạy không được tụi em lấy số cho nó chuẩn. Nhiều khi mấy chị trùng tên chẳng hạn. Trắng cho chị Khánh Dương. Cách cột mới cho đại số lên chị. Dư còn hơn thiếu. Rồi trắng em hết rồi. Nuôi chị bỏ toàn còn, cái còn, nè còn trắng này, Khánh Hương. Rồi cho chị Tố Linh luôn. Tố Linh hình như là khách bơm á. Chị bỏ toàn nu, chị Phú bỏ nu. Rồi nu cho chị Hiền cái luôn. Nhớ mà. Giờ không đọc được chứ nhớ mà. Rồi em hết rồi chị ơi. Để em coi còn màu nào em sale cho. Đưa em cái màu hồng con bò sữa đi sale cho mấy chị. À, sale cho mấy chị chơi lớn với mấy chị nè. Rồi nu còn cái cho chị Nguyễn Hiền. Chơi lớn với mấy chị cái nghen. Tặng cái nghen. Múc mùa lệ thủy luôn. Rồi tặng mấy chị 45.000 cái này. Giải giống. Nhưng mà chị có họa tiết là nó. Dạ nó qua thời thôi. Không phải qua thời, ta đang mua đùng đùng á, nhưng đối với em là qua rồi đó mấy chị. Cái gì em có chạy mót. Em chạy mót, cái gì em cảm thấy vải chuẩn là em lấy thôi, không chạy mót. Có những mẫu mới nhất là những mẫu mà đơn giản nhất là những mẫu mới nhất. Hôm nay Thảo xin lỗi không thể lên áo khoác cho mấy chị nổi luôn. Lên áo khoác màu cam coi lên được không. Dạ cái này em bán cho mấy chị 45.000 thôi, vải siêu đẹp. Lên hồng 45 với tem, giống mấy trang phơm luôn. Hàng này mà mấy chị mặc ở mùa hè thì thôi rồi, lỡ mơ mấy chị ơi. Cái khoác kìa, cái sọc cam kìa. Không viết tên không có kịp. Vừa viết tên nhưng đâu phải viết tên xong đâu. Ngày mai còn phải vô đơn mấy chị. Và lập một cái đơn mới trên hệ thống. Không có chốt tầm bậy được. Không phải đập tên nào ra đâu. Chị Nga Nguyễn nè. Chị Phương Nhi Nguyễn nè. Hồng 45 giúp em. Sĩ mới rồi. Ngọc Thảo Nguyễn, chị Thu Lan.
Rồi sĩ mà mua cá, mua đừng có xả nha chị Phương Như Nguyễn ơi. Rồi hồng còn màu nào nữa không? Đưa màu cam luôn đi. Rồi chị Thanh Chân cái hồng luôn, 45 mấy chị. Rồi em lên màu cam luôn. Ok em chốt chị Khánh Quỳnh luôn. Phương Nhi cầm em một lần thôi. Khánh Quỳnh nè, Hồng Trang nè, viết giá vô luôn em. Cho chị Đăng Kiệt, chị cầm em hai lần ra hai cái giống y chang nhau, Thảo cho đi hai cái luôn em. À, Đăng Kiệt hồng sữa 45 luôn. Mấy chị không viết giá mớ, tụi em tính giá bình thường 89 ngàn mấy chị chịu nha. Nói rồi đó. Rồi cam chốt chị Nga. Rồi cam chốt chị Nga nè. 60-62 kg. Trời ơi cái áo này mấy chị hỏi em nhiêu ký. Nhiêu ký mặn dùa mấy bà ơi. Cam 45 giúp em hàng DT luôn á. Hàng DT luôn nha mấy chị. Không có hẳn hàng khác vô đâu. Hồng Trang giống comment rồi. Chị Hồng Trang ơi, Thảo sẽ gửi hai cái hồng y chang như nhau. Chị cứ ngồi comment giống nhau là Thảo gửi y chang như nhau á. Dễ thích không được, bực bội quá đi. Cam 45 giúp em. Nha, giờ em nói lại, chị nào cố tình comment hai lần hoặc là không ghi giá, tụi em sẽ tính tiền như giá cũ nghe. Cam cho Phương Nhi, cho Thu Lan, Xuân Hoa Nguyễn là hồng với cam. Chị Thanh Trân là cam 45 ngàn rồi mấy chị. Cam cho chị Lan Thi. Comment giống em gửi giống y chang như nhau nha. Cầm như 5 lần thì nó ra 5 cái y chang như nhau. Rồi cái xanh này được 3 cái nè. Cam cho chị Trang. Trang cho số luôn nha chị Trang. Cho số luôn đi cho dễ chị. Cứ cho đại số đi. Cũ mới gì bèm nhèm bụt nhập gì cứ cho số đi. Vừa luôn hả Thanh Trân? Tại vì Thảo phải trường hao chứ. Nhiều khách nói ủa sao báo dữ rồi. Rồi chị Nguyễn Cúc, tại cái áo này phơi mới dễ lắm. Chị Đặng Kiệt cam hồng 45 ngàn, ngàn siêu. Không phải xin lỗi nhưng mà làm như vậy là gửi giống y chang như nhau. Xanh đây chị Minh Thu. Cam chị Hồng Nhung. Quần em mặc 230 chị Hoa. Xanh đây chị Lê Mai. Thúy Trần một hồng, một cam, rồi một xanh em hết. Hết rồi chị Nga ơi. Hết trơn rồi. Bữa nay kiên áo thun mấy chị. Cái này có hai cái lá cây. Cho chị. Chị mã đi chị Hiếu ơi. Đừng có ghi cho chị. Đừng có ghi cho. Cứ cho em xin cái mã là được rồi. Cam cho chị Hiền Bích. Riêng 29 hết rồi chị Út Đặng. Thảo còn 30, 31 thôi. Cái này ghi xanh lá giúp em nha. Nhớ ghi xanh lá nha. Xanh nha chị. Xanh lá rồi được hai cái nha. Không ghi xanh lá giùm em. Ừ, chị Thí Kiều Nguyễn đó, ba ghi lá cây luôn, khỏi cần đụng chạm tới ăn. Đó, ghi vậy đó. Rồi thêm cái còn cái xanh lá nữa. Rồi còn cái này mấy chị ghi trắng đi, nó là cam nhưng ghi là trắng giải đã quá mấy chị ơi, thiệt sự. Phải VIP luôn á mấy bà ơi. Xanh lá cho chị Nga Nguyễn cái nữa hết rồi. Hết rồi nghe. Mã này lên giùm em trắng 45 ngàn luôn. Trời ơi bán rẻ quá rồi đó. Bà không có tương tác nữa buồn lắm nghe. Mã trắng giúp Thảo. Lên cái áo khoác. Để em coi size của nó nè. Chị Quản Thư còn đây không? Nguyễn Như còn đây không? Đi tìm mấy bữa nay. Lót cho chị An Thư. Lót cho An Thư. Ăn Như hả? Rồi, cô Nghi Nguyễn còn đây không nè? Quỷ già, ngồi đợi mấy ngày nay. Thôi, lựa màu trên đây đi. Trắng hay chị Thúy Trần? Chưa? Biết sao không? Những cái vải này đảm bảo về là ghiền. Đặc biệt trong cái mùa này. Chưa nói về tính thời trang của nó. Nghĩa là tới sọc này mấy chị ngồi lên đứng xuống tiền. Trắng cho Lan Thi, trắng Nga Nguyễn, trắng chị Phú Vỡ. Không có vàng chị. Cho chị áo khoác 45, em không có áo khoác nào 45 hết á. Rồi, cái này là nhiêu tiền? Sale luôn, 120 ngàn kèm size. Em có size 1, size 2, size 3, em nói sai vậy chứ trời ơi là trời. Nó giãn lạnh tanh nè mấy chị ơi. Giãn mà nó mát dữ lắm.
Rồi và size 4 nha mấy chị nha. 1234 giá 120. Nó lạnh ngắt luôn á chứ đừng nói. Còn nè. Đợi tôi mấy ngày nay phải không? Thôi em lên màu chị lựa đi, em tự lấy cho mấy chị đâu, em sợ lắm. Lấy về mấy chị không ưng. Cái vải này nó co dạng tốt mà nó mát, cực kỳ mát mấy chị. Hầu như là em đang không phải từ bữa giờ không phải là giấu không bán, mà tại vì em đang đợi, cố gắng đợi cái lô kia nó về để em gặp chung. Giờ bán mấy công mấy bữa nữa em lại bán thêm lần nữa. Xe 2 chị Banta gấu nè. Rồi xe 2 Banta gấu nè. Rồi em còn 4, còn 3, còn 1. Cao kèm size. Thảo đang mặc size 1 đó, Thảo đang mặc size 1. Mà nói size 1 1 tùy vô mấy chị. Ví dụ như chỗ cái này nó mát lạnh mấy chị ơi. Nó em cũng không biết cái thun người ta gọi là thun, thun không phải thun màng nha. Cái này như là thun lạnh vậy đó, mà mấy chị thấy dây khóa của nó nè. Khiếp lắm, khóa trong khóa ngoài đầy đủ mà. Rồi nhìn cái này là biết rồi. Thun Nhi Nguyễn số 4 nè. Hoài Anh Như số 4 nè. Cảm ơn mấy chị. Giá đèo giọt mây chơi. Số 1 cho chị Hồ Bách nè. Rồi em còn 3 với 4. Chị mua 2 cái rồi đã không chị Tận Trương? Thôi lên màu xanh luôn đi. Cho còn size 3 với size 4 thôi. Em lên tìm màu nữa cho chị Quảng Thư phải lựa luôn. Tội nghiệp bả 2-3 tuần nay mới đi kiếm. Size 3 cho chị Phú Nguyễn. Rồi size 3 chị Phú Nguyễn. Size 4 chị Hiền Bích. Rồi tới chị Hiền Bích là hết. Đã à? Nó lạnh luôn chứ đừng nói. Quần jean 203, quần jean 207 xuống 203. WG có giá quần 3 nút mà. Tao đang mặc cho mấy chị quần 3 nút mà. Rồi tiếp mấy chị. Màu xanh kèm size. Màu xanh kèm size giúp em. Thảo 55kg cao mét 6, em đang mặc size 1. Em nhỏ tuổi thì em mặc em còn ôm, em còn ngực. Ngực là ngực do áo ngực có tạo ra thôi. Nhưng mà mình vẫn còn the được. Còn nhiều chị, nhiều cô hoặc là nhiều em người ta thích mặc kín đáo mấy chị thì khác, người ta thích mặc rộng thì khác, hoặc là người ta thấp người hơn Thảo thì khác, nên em không báo ký được. Xanh kèm size, mặc mát lắm. Nó mát mà nó cái dạng em không bị diễn tả mấy chị, giống như là mấy chị mới vừa đi Nhật mua cái áo này về luôn á. Rồi khoác xanh size 4 cho chị Trần Trinh. Khoác này xong chưa? Rồi bây giờ khoác xanh size 4 cho chị Trần Trinh. Bộ thấp vào giữa nha chị. À 4 cho chị Trần Trinh. Rồi size 2 cho chị Kim Hồng Lê. Nè Trần Trinh anh bỏ lên. Rồi size 2 chị Kim Hồng Lê. Size 1 chị Phương Duy. Rồi size 1 chị Phương Duy. Size 1 cho chị Jessica. Dạ không nha chị Hội ơi. Rồi size 4 cho chị Hội Anh Thư. Size 4 chị Hội Anh Thư. Size 3 size 4 cho Phương Nguyên Nguyễn. 3 4 cho Phương Nguyên Nguyễn. Size 1 Thảo hết rồi. Còn 2 với 3 em mặc 2 lên cho coi. Thôi em cứ mặc đại lên, tăng lên size nữa. Size 2 chị Phong Lan. Rồi em còn cái size 3 nữa em hết. Hết rồi heo. Bữa heo mua cái này rồi mà heo. Chị Quỳnh Kim em nói rõ rồi. Chị mua size mấy, màu gì, comment màu cho em. Em không bán cùng lúc 3 cái. 3 cái em không có lên đơn, em đang lên màu mà. Size 3 chị Banta gấu 120 ạ. Size 3 chị Banta gấu. Em mặc size 3 luôn, size 4 hết rồi chị. Em còn mỗi size 3 thôi, em đang sale 120 thôi chị ơi. Đây em mặc size 3 đây. Mà mấy chị muốn nè, nhìn em Thảo nè. Em đã nói với mấy chị rồi. Cái dải của nó khủng lắm. Xanh 3 cho chị Trinh Nguyễn. Xanh 1 em hết chị ơi. Ừ cho đại số đi. Đúng rồi hả, cho em đại số không phải đi. Em nói rồi thà dư làm gì. Tính của em nấu cơm vậy. Ví dụ khách tới nhà em 2 người mới nấu 4 người. Nấu vậy đó. Không còn bô 3 mà. Ba này thì em nói mấy chị nghe nè, 7kg mà không vừa. Giải nó đã lắm. À bữa giờ cứ ngồi đợi, đợi cho cái kia trên kia gửi xuống. Quần ha chánh hết rồi. Em hết xanh 3 rồi chị. Rồi Lê Thành Hiếu cho em đại số đi chị. Xanh 3 Lê Thành Hiếu nè. 30 quần jean có 30, 31. Thì có 30, 31 comment mã đi chị ơi. Quần 31. Còn tí lên cho. Đây em khoác màu vàng, vàng đủ size đúng không? Xanh còn 3. Xanh còn 3. Quỳnh Kim ơi, theo mã hàng mà lên đơn giúp em nghe. Ở dưới shop 139 chính xác. 139 là còn rẻ đó chị. Đúng không? Lệch có nhiêu đâu. Quần 30 chị Thúy Phạm Thủy một cái. Quần 30 chị Thúy Phạm Thủy. Xanh còn 3, hết hàng. Em đang đợi mà mấy chị. Nó hỏi chị Thuận coi.
Nội cái gì kéo, em nói rồi mà, mấy chị về, áo xuất nhật nè. Mấy chị về, mấy chị nói y chang như người ta mới đi nước ngoài, người ta cho mấy chị cái áo vậy. Kiếm ở Việt Nam cũng ra được cái vải này đâu. Rin 30 em hết rồi chị, Rin 30 là của chị Thúy Phạm Thủy nha. Rin 30 Thúy Phạm Thủy. Em gửi địa chỉ mà single. À, Messenger. Xanh ba Trinh Nguyễn có rồi, comment một lần thôi, Trinh Nguyễn đừng lên đơn. Em nói đừng comment trùng. Lên số điện thoại không thôi. Rồi vàng kèm size giúp Thảo. Xanh em còn xanh ba thôi. Có ba luôn hả? Xanh nữa còn xanh ba, không còn size máy, không còn size khác. Hàng này em hết. Do là hôm trước về ít quá nên em đợi thêm một lô nữa, đợi chung nó về. Về các em like luôn một lần. Rồi vàng một cho chị Trang. Xanh ba Trinh Nguyễn Hải có rồi mà. Rồi vàng 1 cho Trang Nguyễn, vàng 2 cho Phương Nghi Nguyễn. Xanh 3 cho Nguyễn Hạnh. Vàng 1 cho chị Phương Duy. Vàng 3 cho chị Su Bin. Mấy chị thấy không, viết tay mẹ còn đập cái tốc độ này phải dễ. Vàng 4 cho chị Anh Mai. Rin em hết 30. Vàng 4 cho chị Lan Thi. Chấm nha, chấm nhảy bà. Thảo 55kg mặc trên người, size 1. Vàng 2 cho chị Nam Hải. Vàng 3. Vàng 2 cho chị Nam Hải. Trang Nguyễn cầm em một lần thôi. Rồi em hết vàng 2. Còn 1, 3, 4. Còn 1, 3, 4 em đang mặc 1 nè. Vàng mà vàng 1 cho Nga Quỳnh. Rồi. Vàng 3 cho Kim Thu. Vàng 3 chị Kim Thu. Rồi. Vàng 1 cho chị Ngọc Ngân nha. Vàng 1 chị Ngọc Ngân viết tay đó mà đập cỡ đó đó. Biết áp lực không? Rin 31 cho chị Thu Phương. Xanh 3 cho chị Hồng Thu Nguyễn. Vàng 2 thảo hết cơn rồi chị, thảo hết vàng 2. Em còn 4 thôi, 4 với 1 thôi. Ừ, vàng 3 em hết rồi. Vàng 1 cho chị Lý Mai. Chấm 2 lần đây nó nhảy mất tiêu rồi. Nhảy mất đơn ráng chịu nghe, ai mà chấm đơn nó nhảy đơn ráng chịu nha. Chị nào mà comment em nói đừng có chấm nữa, mấy chị chấm lên mất đơn hàng là mấy chị em cũng không chịu trách nhiệm nha. Mai mốt mà mấy chị thấy ủa sao tao mua hàng bữa bé Thảo đập tên rõ ràng mà bữa nay không có là do mấy chị chấm bài á, em nói là đơn này đừng có chấm. Ừ, nói sao đi chị. Rồi còn cái vàng 4 nữa em Thảo hết trơn luôn rồi. Tụi em đang bán với sự nỗ lực gấp 5 lần bình thường nha, chứ không phải là Facebook thì đang bóp không chấm bài mấy chị, Face thì nó đang bóp, phần mềm thì nó hư, hàng thì đang rối. Vàng bóp chị Tiến Ngô thiệt, đang nỗ lực thật sự, đang nỗ lực với gọi là gấp nhiều lần so với bình thường. Rồi cho một cái áo khoác hồi nãy mặc đẹp quá nhưng mà sẽ lên giá sale, áo khoác màu xanh á. Em bán 139.000 để gọi là thật sự để gọi là lấy đơn. Xong em lên một cái này nha mấy chị ha. Áo khoác này thì những chị em mình đi chơi nè, những chị em mình còn trẻ nè, hay các bạn của mình. Nhưng mà em nói mặc hè là số dắt. Tại sao nghe kỹ, tại sao lô này em lại nhập trong thời điểm này, mà tại sao Tết em không bán cho mấy chị, nghe lý do. Nomad lạnh, nomad lạnh, đi hè, đi mua hè. Rồi size 31 quần của chị Thu Phương. Quần Thảo mặc hết rồi, để em lấy mẫu khác em mặc cho mấy chị coi. Không, vàng em còn vàng 4 thôi. Vàng họ còn vàng 4 thôi. Tới thời điểm này mới lên hàng, đúng không? Vàng 2. Có rồi. Vàng 3. Ồ, mấy chị. Vàng 1. Có. Rồi rồi, sale đúng một mã thôi, ngang một màu thôi. Lên giùm em phát 139, 60kg thoải mái cho em. Mấy chị mặc thử xem có đúng là Thảo nói là nó lạnh luôn. Nhưng mà nó cản gió siêu tốt nha. Tại vì ở đây là cô tâm lì. Dạng giống như em dùng là các cây mềm á mấy chị. Các cây mềm á. Nên cái dải của nó có độ lì nhưng mà nó rất là mịn. Còn bo của nó là chắc vô cùng. Đem dục cho mấy giặt giặt giùm Thảo. Đừng có suy nghĩ gì hết. Ném vô mấy giặt giặt bình thường. Độ bền em đảm bảo trên 3 năm. Nhưng mà mặc 5 thì dục đi chứ. Để lâu quá rồi sao mua cái mới được nha. Rồi mấy chị lên giùm em mã xanh 14139. Vàng 4 Thúy Ngô có nha. Ủa vàng 4 vậy hả? Còn á. Đứng dậy hả? Trả cái quần cho người ta nè. Cái quần này của ai không? Đó phải rồi. Của Thảo. Bán rồi.
Quần này em đã bán rồi, để em lên cái quần khác cho, đưa một mã quần khác đi. Mua áo ngực thể thao, ghi giùm Thảo là áo ngực thể thao là được. Còn á chị Hà Phan, còn chị Hà Phan để em lấy cho. Phát 139, nó cũng vẫn có hai màu mấy chị. Nó đi làm móng chưa làm được, có xước hết trơn. Đâu có dám đi mấy chị, ở nhà bỏ một cái là... Ở này hồi nãy thấy ở đâu, dục ở đâu nữa đó. Rinh đi rồi. Nó dục tùm lum rồi, rinh đâu rinh. Nè mấy chị, cái bóp đựng giấy tờ, có nghĩa là đựng thẻ, đựng căn cước, rồi đựng ATM đồ mấy chị. Không còn cái nào. Không nhớ đâu chị. Khoát cho chị Phượng Hằng 45, 35 ngàn cái. Siêu mềm luôn. Rồi, có hai màu, hồng với lại xanh. Nè khoát chị Phượng Hằng. Ủa bên máy em nói chị hiện comment nó không bị ẩn cái nào thì đọc nha. Bên đây nó ẩn comment dữ lắm, không đọc được đâu. Lấy cái quần 29 á, ở trên line thì mặc cái 29 cho nó lẹ. Đừng có chấm, đừng comment hai lần nha. Nó nhảy á. Cho em cái màu đen luôn đi, cái màu đen còn mấy cái lên đi. Thoải mái chị Ninh Pha, em nói ký rồi mà. Ok chị Trang Đoàn. Và đọc sai cái này em cái. Đưa cái size 1 trước. Ghi là bóp đựng giấy tờ ấy. Cho chị Chi Phan cáo khoác luôn. Lên thêm khoác này nữa. Mai em bán cho mấy chị ơi, phần mềm nó chạy lại rồi em mới sung nổi, phần mềm nó không chạy. Em sung không được luôn á mấy bà. Không, giặt tay rách áo á. Quỷ hàng. Giặt bằng chân luôn. Giặt tay nó rách áo á. Ok, Nhị Hoa, chị Trang Đoàn. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, mùa này mấy chị uống nay, thiệt sự nay là mình gọi là hoàng gia rồi. Hoàng gia rồi, mình uống Nhị Hoa được rồi. Nó nhẹ mấy chị mặc áo. Bây giờ em nói mấy chị cái áo khoác, mấy chị từng tưởng tượng nó là cái áo khoác, hãy nghĩ nó là một cái để trang trí, trang điểm cho mình đẹp hơn mấy chị, đừng nghĩ nó là áo khoác. Bây giờ đi đâu cũng phải có áo khoác, không có đi chị cũng có nổi đâu, đen kèm size. Ok, Hà Phan già, đen 2 là cho heo. Rồi, đen 2 là cho heo. Chứ đen mặc không lên được, khoác kèm size giùm Thảo. Đen kèm size, đen size 2 cho Hồng Trang. Ủa Hồng Trang không có size 2 nha. Đen 2 hết rồi. Size 1 có không? Có. Một size... Ngọc Hân, Ngọc Hân. Ủa size 1 Ngọc Hân, bên đây ẩn comment mất tiêu. Rồi Ngọc Hân là đen 1. 3 cho Phương Nghi Nguyễn. 3 chị Phương Nghi Nguyễn. 2 em hết, 1 hết luôn hả? Hết rồi, 1 với 2 hết hả? Size hết luôn, 1, 2, 3 hết hả? Còn này gì? Size 4. Ở này sao? Rồi em để chung cái này cho mấy chị nha. Cái màu gạch nè, cái kia là cái chặt của nó màu đen, của gạch này màu trắng. Thảo để chung nha, cái nền giống. Rồi cái này còn size mấy? Rồi cái đó luôn. Size 3, size 3 có không? Để xíu. Đen 3 Hương Nguyễn. Rồi đen 3 cho Hương Nguyễn. Một còn không? Đen 3 Hương Nguyễn. Một cho chị... Đem 1 cho Lý Mai. Rồi đem 1 cho Lý Mai. Để em Hà không đập đi mấy chị. Chậm xíu nữa chắc. Để em Hà không đập nha. Đem 2 còn không? Còn. Đem 2 cho Panda Gấu. Đem 2 chị Panda Gấu. 120 chị Vương Thanh. Đem 2. Đem 2 Út Đặng. Út Đặng đem 2. Hơi chậm xíu nha mấy chị. Trời, nó giờ đang viết tay nữa mà. Viết tay rồi không vô phần mềm lần nữa. Này đầu tiên. Ờ đen 3. Đen 3 Hưng cũng có được à. Size 1. Size 1 còn. Size 1 thì Thanh Phụng. Size 1 chị Thanh Phụng có nha. Size 1 còn nữa không? Dạ không. Hết size 1 rồi chị. Rồi Hot Ren 3 cho Lê Thành Hiếu. Rồi 3 cho Thành Hiếu. Còn 2 với 4 thôi mấy chị. Hết rồi chị Mười Cao. Size 2 chị Nguyễn Cúc. Rồi số 2 chị Nguyễn Cúc. Nhà 2 cho Cúc. Vậy là còn 4 thôi gì? 4. Còn 4 nè, 4 lên cho coi. 4 có rồi, tại sao chưa đưa lên tới. Để mặc 4 cho mấy chị coi nha. Mặc áo ngược luôn chứ. Đang 4 nhìn nào mấy chị ơi. Màu này được không? Để cái tập này chung, thôi cái này hồng rồi. Cái đen trắng này cho dễ. Xe tăng mở không hả? Làm biến xe quá. Thôi tới đi nha.
Rồi còn size mấy vậy? Còn size 4 không? Em không có size 3, hết size 3 nha. Em thảo hết size 3 nha mấy chị, hết size 3. 4 là cho chị Thúy luôn nè. 4 cho Thúy luôn. Đây thảo đang 55 kg, cao 1m6, em mặc trực tiếp ở trên người. Em không thể nào biết mấy chị thích ốm, thích mặc ôm, thích mặc rộng, hoặc là em cũng biết lứa tuổi của mấy chị để em canh. Nên là thảo mặc trực tiếp lên người. Đó, mỗi size thì thường nó sẽ tăng lên khoảng tầm 5kg nữa mấy chị. Mà cái này em nói mấy chị nó tăng nhiêu kệ nó, tại vì độ co giãn của nó tốt cực kỳ rồi, mình khỏi cần suy nghĩ nhiều. Nên là thường đa số là mấy chị đừng có lo lắng nhiều quá về số ký của nó. Size 4 là cho chị Mai Thanh nè, size 4 đang mặc cho chị Mai Thanh. Mát lắm chị Mai Thanh ơi, cái này mà bà đi ra đồng là thôi ghiền luôn, mặc như không mặc vậy á chị. Nó nhẹ tanh nhẹ tan à, nó không có như hàng áo khoác cô tông của mình đâu. Để em lên thêm, kiếm thêm một cái màu rồi. Nhưng mà cái này nó ít quá mấy chị. Cái này em sợ nó cũng hết rồi á. Nó còn 4 không hay sao á. Ai nó chen nó xe rồi. Ở này có xe nữa. Xe 4 là chị Bích Liên. Xe 4 em chết. Hết 3 rồi mấy chị ơi, còn xe 4 không à. Còn 4 không à. Cái chị Bích Liên. Ờ, đã lắm. Dạ em không có bán 135 chị Thu Lan ơi. Đã không có bán 135. Sale rẻ lắm rồi, không có 135 đâu chị. Nhiều lắm chị Thu Nguyễn ơi, thảo chưa, do mấy đứa để hàng lung tung ấy. Là cái này nâu kèm size với thảo, trời ơi áo khoác mà nó làm cái túi dày thì rồi. Làm dày thì thôi rồi lần ơi. Nâu kèm size giùm thảo nha. Nâu 1, nâu 2. Nâu 1, nâu 2. Nâu 4 đi, nâu 1, nâu 2, nâu 4. Đen 4 cho chị Gia Thịnh nè. Đen 4 chị Gia Thịnh. Chị Quỳnh Kim ơi, giờ lên mã đi chị ơi. Giờ màu em sợ chị không mưng á chị ơi. Nâu 2 cho Ngọc Trâm. Rồi nâu 2 cho Ngọc Trâm. Nâu 1 cho Tiên Ruby. Nâu 1 cho Tiên Ruby. Nâu 2 cho. Nâu 2 hết rồi. Hết 2 rồi heo. Hết 2 rồi heo. Chị Thu Lan nâu 1. Nguyễn Oanh nâu 1. Còn cái nâu 4 nữa em thảo hết luôn. Thôi ợp mấy chị ơi, mấy bữa nó phần mềm chạy lại rồi bán chị ơi. Bán chỗ này rồi, hồng ngọt quá. Còn cái nâu 4 thôi. Cái hồng nó còn có size hả? Nâu 4 chị Hạ Quỳnh. Rồi cho em cái áo này chị xe 69 nè, nguyên cây này. Ờ bán rẻ 69 ngàn nè. Bán nhiều hồi hộp cực kỳ luôn, view thì thấp. Mai view thấp quá trời thấp luôn á trời. Tương tác kém lắm mấy chị ơi. Tương tác đang rất là kém luôn. Thả tim đi mấy chị. Nâu em thảo hết trơn rồi. Xe 69 luôn nha. Thì lên ngáo như thế này bán 69 ngàn. Em hết rồi mấy chị ơi. Rồi em lên mẫu mới cho mấy chị trắng 69 giúp thảo. Mấy hàng này mấy chị mặc cái quần đùi cũng đẹp nữa. Tống thùng vô cũng xinh. Mặc cái quần dài thì khỏi đàn cãi rồi hiên. Với mặt cái này lên nó hách tuổi lắm. Trẻ trẻ trẻ. Thả tim dữ dội lên mấy chị, đừng chấm bài mà thả tim. Nha, trắng 69 với hồng giùm em. À Thí Kiều Nguyễn trắng nè. Trẻ trung năng động vô cùng. Hồng sen giúp thảo à. Rồi màu đen với màu cà phê đủ màu cho mấy chị. Lựa đi chị, nãy giờ em lên mã chị lựa đi chị Quỳnh Kim. Rồi giờ chị viết lại giùm em đi. Ba cái khoác 120 size 1 giúp thảo đi. À. Rồi, màu đen, màu trắng, màu hồng sen. Rồi màu cam, màu xanh với màu hồng giùm em. Trắng cho chị Ngọc Thảnh một cái luôn. Lên màu giúp thảo. Rồi cái này hồng mấy chị. Rồi em chốt mã này em mệt với mấy chị nha. Em làm không nổi, em làm mà đầu óc em rất là lo lắng mấy chị. Đang cho Mỹ Linh. Hai vợ chồng em xoay không nổi đâu. Hàng phụng đen nè. 69. Đen cho chị Ngọc Thảnh 69. Hồng cho chị Thúy Kiều Nguyễn. Comment lần thôi. Cái này là hồng nhạt giúp thảo nha. Cái này mấy chị lên giùm em hồng nhạt nha. Cho nó gỡ gàng mà. Đen. Hồng là cho hồng trang. Trắng cho chị Ngọc Thảo. Ngô Thảo chứ. Xanh cho Thu Lan. Xanh chị Mỹ Linh.
trắng đen hồng xanh với hồng nhạt nha, nhiều màu nha mấy chị. Đen cho chị Xuân Hoa Quỳnh, đen cho Cẩm Loan, Cẩm Loan Lê đen, rồi đen cho Đăng Kiệt. Này á, thoải mái luôn chứ bộ, cái gì đẹp luôn á, trẻ nữa. Quan trọng chị thích hay không thôi, tại này áo kiểu mà. À, trắng là chị Nguyễn Cúc, giải đẹp lắm, giải thì em bao rồi, em sợ là chị không thích kiểu trẻ thôi, mặc cho nó dạng như là tươi tươi tỉnh tỉnh. Và cái này là hồng sen giùm em nha, ấy là hồng nhạt. Rồi còn cái này hồng sen màu xanh, để mặc xanh lên cho. Rồi em còn xanh nha mấy chị. Trắng anh chị Nguyễn Oanh, trắng cho Hạ Quỳnh. Rồi cái này lên xanh, chốt đơn vậy nguy hiểm quá, mà không lẽ giờ còn mềm đứng mình cũng đứng theo. Trắng cho chị Trinh Nguyễn. Rồi trắng cho Trinh Nguyễn, màu em mặc là xanh, nhìn nó trẻ mà nó trắng nữa, mặc mấy áo này nó trắng, màu của nó đẹp. Rồi lên cái màu cam cho mấy chị luôn nha. Mà cái này mấy chị em giải về mấy chị hết hồn. Đen cho chị Chi Phan. Rồi mẫu em mặc là xanh, em lên luôn cho mấy chị màu cam luôn nha. Thôi em mà nó gọn gàng em thiệt, em bán cho mấy chị múc chị lệ thủy luôn. Rồi màu này màu cam giúp em, có kéo lắm anh, bữa giờ không có dám đi, không có bám bỏ đi làm cái móng tay, nó bấy nhầy bấy nhẹt hết trơn rồi. Cam cho chị Mai Thanh. Rồi có màu nu nữa không mấy chị? Nu à, trắng hồng nhạt cho Trần Hòa, trắng hồng nhạt Trần Hòa, xanh chị Cẩm Loan. Rồi em còn nu hồng với hồng nhạt nha, còn hồng kia em để màu nu chị Linh. Hết đen rồi chị Phú Bỏ ơi, hết đen. Còn nu với nu hồng xanh. Đang mặc là màu nu, xả 69 nè. Cáo xanh, khoác xanh đó đủ size không? Coi cái mẫu mấy mẫu khoác thôi. Nu là cho chị Loan Ngô. Đông như Loan Ngô. Này là sen. Đừng chấm bài nha mấy chị, thả tim thôi. Thả like đồ. Mấy cái mẫu kia thì sao? Mẫu này đủ size nè, để em lên thêm cái nữa mệt mấy chị, bán không bán, bán nhiều đâu. Tối mà nó không xong nữa, hôm nay gia dụng thôi. Họ trả lời ngày mai đó, mà không biết tối nay, nếu tối nay mình được ổn thì tự tin lên rồi. Còn tối nay không ổn nữa, em lai gia dụng nha. Còn đầm thì em đang đợi, đầm chắc em phải đợi thôi, đợi cho phần mềm nó chạy đi. Cái gì em nhiều lắm trời, anh ơi nhập cả ngàn cái mà theo dõi like thì em ơi nhiều lắm. Đẹp chưa, mà em nói gì kéo nè, mấy chị nhìn thấy trên màn hình nó còn sáng loáng như vậy á, thì ở ngoài như thế nào. Rồi mấy chị lên giùm em sập kèm size giùm luôn, em cũng để chơi luôn 120 nha mấy chị. Nè mấy chị nhìn này, chị kéo mà nó sáng như thế này là mấy chị biết ở ngoài cái vải nó đỉnh chết như thế nào rồi. À, ai mua về cũng muốn mua thêm hết. Sập có size 1. Rồi đủ size mấy chị ơi, sập đủ size. Em xem 120 luôn nha. Và cái này em nói trước cho mấy chị, nhận về là ghiền. Hồng trang size 2. Hồng trang size 2 nè. Xong chưa mấy này, xong chưa? Mất bình luận hả? Tại bả chấm nhiều quá ha. Hồng trang 2 nè. Mấy chị đừng có chấm bài, chấm bài mất hết bình luận của mấy chị ơi. Tụi em biết tay á, không nó chạy không như máy được đâu. Chị Thảo Nguyên Trần size 2, size 1. Size 2 Tuyết Linh. Rồi size 3 cho Hồng Nguyễn. Size 2 hết rồi chị Ngân Tuyền. 3 chị Hồng Nguyễn. Còn 1 thôi. 1 cho Quỳnh Kim, 1 cho Tim Ruby, 1 Lý Mai, đừng ghi chữ dòng đơn em cảm ơn ạ. 1, 2, 3 em đang mặc size 1. Mà hết size 2 rồi. Em còn 1, 3, 4 nha mấy chị nha. Rồi giải mát lắm. Mát lắm. 1. 2 em hết rồi chị. Em còn 1, 3, 4. 1 cho chị Phương Duy. 1 Tuyết Linh.
Tuyết Linh 1. Tuyết Linh sau 1 rồi 2 nữa vậy Tuyết Linh. Nguyễn Lan 1. Chị Tuyết Linh ơi, sau 1 rồi còn 2 nữa vậy chị Tuyết Linh ơi. Mặt mát lắm. Hai em hết rồi. Một với chị Ngân Tiền. Rồi còn 3 với 4 thôi, hết luôn. Tuyết Linh ơi, sao ghi 2 size dữ vậy chị? Đừng nói xả không sai em quánh á. Hết một luôn. Team Ruby comment một lần em cảm ơn mấy chị ơi. Comment một lần, comment hai lần nó nhất mất hết mã không mấy chị. Với lại nếu nó không mất thì tụi em sẽ ghi hai cái á. Cái gì mà dội vàng dữ vậy, comment một lần thôi người ta thấy rồi. Bé Xuân size 3. Bé Xuân size 3, size 1 em hết rồi. Mày bé Xuân. Em còn 3 với 4 rồi. Thôi mã này em mệt mấy chị bán vậy hồi em bị lên não, lên huyết áp. Thì em bán gì mà em thấy em nguy hiểm quá, bán rồi không biết đơn hàng của mấy chị sao rồi mấy mốt cãi nhau mình nhìn chéo. Phần mềm nó rõ ràng vậy mấy bà còn comment sai lên sai xuống. Chứ đừng nói là không có phần mềm. Nha, nên là sợ lắm. Coi vậy buồn luôn. Nó mất hết tên mấy chị rồi. Mấy chị do biết sao không? Là cái đó là không có giấy hả? 4-5 cái. 5 cái mất giấy hả? Nguyễn Hương 2 cái size 1, 2 màu. Còn cái áo nào size 1 không? Rồi cho Nguyễn Hương. Nguyễn Hương này có số điện thoại không nữa, cho số đi chị. Còn 3 với 4. Cái đó còn size 1 không? Cho 2 cái 2 màu. Cái này là đen thùi lùi thú lúi luôn. Trời giải nó mát không nội ơi. Ráng đi em. Rồi nè, đen một cho Nguyễn Hương nè. Cho em số chị Hương. Rồi với vàng, vàng một cho Hương nè nha. Nguyễn Hương vàng, à, đen một vàng một. Được bình thường nhưng mà hỏi đơn không được. Hỏi đơn không biết đường trả lời. Bây giờ mấy chị, đơn hàng của mấy chị hôm qua mấy chị comment cái gì mà nghe đọc tên là có. Còn bình luận hàng gia dụng là không có. Rồi cái đen 2 chị Ngoan Lê. Đen 2 chị Ngoan Lê 82 à, trời ơi. Nhận về trời ơi, 82. Rồi đen 2 cho chị Ngoan Lê. Đen đó có đủ size, chưa lên mẫu. Mà giờ không dám bán nữa, bán nhiều quá là. Mà thấy khách ít cũng bực, mà khách mua nhiều cũng không chịu được. Khó lắm. Ngày thường sao khách không đông mà. Thì có mấy ngày nay em like của em bị yếu tương tác, em buồn. Tha thiết với chị buồn da giết luôn. Sao mà giờ cũng phải lên được 1-2k người chứ sao mà xuống. Mấy chị có những cái like nó xuống trầm trọng luôn. Nãy giờ cái đen đó có đủ size nha. Nè cái này là phát size 1 phải không? Size 1 có dư của ai không? Size 1 này còn dư. Ủa vậy là còn xám size à, đâu có đâu ha, không phải. Này size 3 không phải nha. Ôi lên ổng viết tên không có kịp mấy chị. Cái mẫu pyjama là tối cái viền á, trời vải má ơi nó đẹp. Còn màu nào không? Hình như hết luôn rồi. Rồi hết rồi. Thôi. Nè đưa đại 1-2 mẫu pyjama cái coi. Trả cái quần cho ai nè. Em trả cái quần cho mấy chị nè. Rồi đưa đại đi. Đang lên cái pyjama cho. Lên cái ăn một bộ hơn nha. Tại nó đẹp dữ lắm. Chồng với cái này nó thích chồng với cái này. Không buôn bán vào đầu dễ sợ luôn. Quên. Em có tập dày nè, thoải mái thì cũng thoải mái dữ lắm. Mà khó chịu là sẽ thể hiện luôn trên live. Không có giữ được cái cảm xúc của mình. Không có giữ được cảm xúc của mình nên nhiều khi là nó làm cho mấy chị khó chịu. Sao vui cũng đem live không? Nó nghĩa là mình cảm xúc thật đó mấy chị. Em đang cho về gần 1000 bộ này. Khách không có nhiều. Sám ba cho Bích Liên. Tại trao đổi cái gì nhỏ nhỏ thôi. 60-62 thoải mái giùm em. Ăn xả cho mấy chị 99.000. Sám ba cho Bích Liên. Cái nãy mặc á. Rồi mấy cái bộ đồ pyjama này mai phần mềm chạy lại em lên. Em giải đẹp, đẹp quá em chịu nổi. Em đặt 1000 bộ rồi mấy chị.
Ủa nhận giải về mới chị. Điêu đứng ạ. Điêu đứng luôn nghe hứa. Chú có gọi chị ơi, em đăng bài rồi đó, không có gọi chốt đơn được, chưa có gọi được. Qua 1-2 ngày nha. Tại vì phần mềm đang hư. Em có lúc lăng em cũng có nói rồi, hồi sáng cũng có đăng bài đó mấy chị. Cho chị Đạt bộ xanh. Ăn 2 túi à, xanh 99 giùm Thảo. Có áo đẹp lắm nhưng mà giờ like mất công viết không kịp rồi bị rớt mã lại nữa. Thôi đồ bộ đi cho nó dễ nha. Cho mẫu 2 mẫu 2 đồ bộ nữa đi. Không chị Linh Thu Bình thôi, em lên hết nổi rồi. Em cũng định lên mỹ phẩm đó mà em thấy mấy đứa nó đem đóng đồ về em chán quá nên em like quần áo luôn. Cho chị Phương Nghi Nguyễn một bộ xanh. Xanh 99 giúp Thảo. Nè lên bộ vàng cho mấy chị luôn, bộ nâu quá luôn đi. Pyjama em sale 99 hết, 120 mấy ngàn rồi mấy chị. Đây em đặt thêm hàng rồi cho chị Hồng Nguyễn luôn. Phần mềm đi chơi hả? Em không bán theo số ký, em thảo 55 kg mặc trực tiếp lên người, cảm thấy vừa thì mua giúp em ha. Em bán ràng có sẵn chứ em không có may. Với lại hàng đồ bộ thường là free size, ai mặc cũng vừa, trừ là những người quá to thôi. Nên là nếu mấy chị kèm ký thảo không dám lên đơn cho mấy chị, bởi vì em không thể đặt riêng may theo số ký trang như cái phân người của mấy chị được. Ví dụ em mặc vẫn rộng rãi nhưng mặc lên vẫn dễ thương như thường. Rồi xanh là cho chị Xuân Quỳnh, thông báo để biết cả. Em đang định xây dựng một cái chương trình mỹ phẩm sale vào hai thời điểm, đó là ngày thứ bảy và chủ nhật cuối tuần, mà em sợ công ty la em nên mấy nay em chưa có dám đăng cho chị Chi Phạm. Tại vì sale là phải sale ngẫu nhiên chứ không có được báo chương trình, như vậy khách sẽ đợi được, người ta không bán được, mấy cái chi nhánh khác không bán được người ta chửi em. Tại vì công ty đã ra giá và sẽ bắt buộc phải bán theo giá của công ty. Được cái là em có khách sẵn rồi nên là em bán được nhiều, em lấy tiền chiết khấu của mấy chị. Có nghĩa là em lấy được tiền chiết khấu của công ty rồi em chiết khấu lại cho mấy chị. Còn mấy bạn khác người ta lấy ít, người ta không được hưởng chiết khấu, mà bán vậy em giật cái mối của người ta, người ta giận, người ta không chịu. Nên là thành ra cũng đang gọi là rất là khó khăn với em, chưa biết như thế nào. Chắc mấy chị hiểu được đúng không? Giờ em giải thích mấy chị mới hiểu tại sao lại là phải sale ở trên livestream. Mình buôn bán cùng với đồng bào ế lộn, cùng với đồng đội của mình thì mình phải tôn trọng đồng đội của mình, chứ không phải là mày muốn bán nhiêu mày bán. Đó là phá vỡ nguyên tắc của một công ty. Mình là một thành viên thì mình phải sống giống như kiểu mình sống ở trong thôn, trong bản thì người ta nói là lệ làng á, phải đi theo lệ làng chứ không phải muốn bán sao cũng được ha. Áo khoác size 3, khoác xám size 3 cho chị Tuyết Đậm. Chừng nào lên sữa rửa mặt? Em đã nói rồi mà, sữa rửa mặt mấy chị mua thì mấy chị được hưởng giá 159 cho tới thời điểm phần mềm lên đơn được. Còn mấy chị không lên là ráng chịu, chứ giờ em không có dám la nữa. Tại vì sữa rửa mặt không thể sale với giá 159 mà em đã sale với mấy chị hồi bữa đi Công Đảo rồi. Bao đẹp bao phê. Cảm ơn chị Ngoan Lê. Nhưng mà được cái em không dùng từ bao đẹp bao phê đâu, sợ dùng từ an toàn. Mỹ phẩm thì chị còn thêm một tí hàng tẩy trắng nữa thôi là mấy chị trắng liền à. Nhưng mà quan trọng là nó có an toàn cho mấy chị hay không. Rồi thôi em lên một mã cuối cùng em mệt nha. Em không dám lên mấy chị ơi, nó rối đội hình thánh hồn rồi. Nên là sữa rửa mặt mà ai không mua thì thiệt ráng chịu. Cho đến thời điểm em lên được phần mềm cái là sẽ mất đi chương trình. Mất chương trình 159 ha. Rồi lên bộ nâu cái nữa em mập luôn nha mấy chị nha. Giải này đẹp, em có đặt thêm hàng, có may thêm nhiều họa tiết khác nữa. Giày tay khác tay luôn. Xám size 1 em hết rồi chủ thắng rồi, còn đen thôi. Nó xám mà xám đậm á. Đó thì cứ comment đi Thảo không đọc nha, để cho khách của em mất công rồi kêu sao sale được thì sale luôn đi, mua phải canh. Nhiều khi đang đi làm sao canh được này kia nọ đó, khổ lắm. Bộ nâu Phương Nghi Nguyễn có bộ này lập thể cũng đẹp. Bộ em mặc sale 99, đưa cái bộ xám luôn, nâu xám và xanh ba màu giùm em. Cái bộ này lập thể nè mấy chị, không phải lập thể mà cái họa tiết nó đẹp lắm. Bộ này mấy chị lên giùm em là bộ nâu rồi đúng không? Bộ này mấy chị ghi giùm em là mã rằn ri, hàng 2 túi. Bây giờ dưới shop mới có, em chưa xuống shop nữa. Mấy tháng nay từ hồi đi chơi giờ mấy chị em chưa sắp xếp công việc được ở trên kho. Giờ gặp sự cố không mà Thảo không sắp xếp được nên thành ra không dám bước chân xuống shop, sợ xuống rồi quạo. Sợ lắm, cái nào né được cho sai luôn để lấy tinh thần bán hàng. Cái này phải búp bóp á, lúc bán ra rất là buồn rồi. Mà xuống mà thấy cái shop banh chành cái nữa, cái là
sợ xuống tinh thần luôn nên không có dám. Hầu như rồi mấy chị bữa giờ mấy chị em không ai thấy em bước chân xuống shop ngoài hai bữa live của em ra thôi. Rồi xanh cho chị Nga Nguyễn. Em có cái em nóng tính nên em né bớt. Thôi mấy bạn sợ ngộ lắm, đi xuống mà thôi, chỗ nào chỗ nấy cứ ghê lắm. Rồi bộ này mấy chị lên giùm em rằng ri. À, mặt đẹp mấy chị. Ok, cảm ơn chị Ngoan Lê. Rằng ri nâu và xanh. Rồi đó mấy chị lên mã nha, em ợp nghe. Do hôm nay em thỏa lên đơn nhiều cho mấy chị được á. Nâu chị Trần Hòa nè. Nâu em mặc cho chị Trần Hòa. Nâu chốt chị Nga luôn. Nga 2066 2006 99 thôi. Rẻ chưa? Rồi mai gặp nha mấy chị nha. Biết tối nay không dám, nếu mà tối có thì sẽ gia dụng và mỹ phẩm. Chứ còn thêm nữa không dám thêm rồi. Và gia dụ cô ác lắm. Có vũ vũ là cái số lượng nó ít cũng không dám lên luôn. Nâu cho bé Xuân. Em thả 55kg em mặc trực tiếp ở trên người à. Em mặc hết trên người nha mấy chị nha. Tại vì tùy dáng thì cơ địa người. Có những mẫu nó số lượng nó ít đông dám lên. Lên mấy chị đặt nhiều cái ngày mai nhận đơn không được. Đó vậy đó chứ không phải là phần mềm nó hư bán được mỹ phẩm. Nâu cho chị Ngọc Mai Trương. Rồi Ngọc Mai Trương lấy bộ em mà con. Rồi em chào mấy chị nghe. Kem hũ trắng. Biết có được chương trình không mà comment đó bà. Biết được chương trình không anh mà comment đó. Rồi ba mấy chị tối gặp đi, tối nếu mà được họ sẽ sale mỹ phẩm cho ha. Mỹ phẩm thì họ có số lượng thôi chứ còn. Ok chị Xuân Quỳnh, còn mấy món khác là em thua rồi, sợ là số lượng không đủ đáp ứng. Rồi chào mấy chị. Không tặng của ai đâu. Bye nha.